Vâng, chúng ta vừa cùng nhau unbox xong cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy có model là Stirling GR. Đây là cái mẫu loa có thể nói rằng bán rất là tốt của Tannoy. Bởi vì sao? Bởi vì đây nằm trong cái series GR. GR là cái series tham chiếu vàng mà được lấy những cái thông số kỹ thuật đo lường từ những cái mẫu loa củ gôn nổi tiếng của Tannoy để làm vào cho cái mẫu loa GR hiện nay. Đó, tức là họ sẽ lấy cái mẫu củ gôn để làm tham chiếu và những cái thông số đó sẽ được tinh chỉnh và làm ra cái mẫu củ hiện nay của Tannoy dòng GR. Và trong đó thì có cặp Stirling GR. Và Stirling GR thì tại sao lại bán được tốt như vậy? Bởi vì cái giá thành của nó rất là dễ tiếp cận, với cái mức giá khoảng 100 triệu đồng cho một cái cặp loa thôi. Thì hiện nay trên thị trường chúng ta điểm danh ra được cũng chỉ một vài những cái mẫu loa đáng chơi nhất thôi. Trong đó thì đã xuất hiện của Tannoy Stirling GR rồi. Và cái một cái điểm nữa, tức là cái mức giá giao dịch của cặp loa này với cái hàng cũ trên thị trường nó cũng đang ở cái mức rất là cao. Để chọn được những cái mẫu loa mà còn đẹp, đết cao thì nó phải tương đương với khoảng 90 triệu đồng. Đó. 90 trên 90 triệu đồng, thậm chí là trên 90 triệu đồng. Đó, còn những cái cặp mà nó đã quá là cũ lâu rồi thì vẫn phải loanh quanh khoảng hơn 80 triệu đồng. Đó là một cái mức giá giao dịch rất là cao của mẫu loa này. Đó, và hàng mới thì lại chỉ sấp khoảng 100 triệu đồng thôi, thì cái biên độ nó không lệch nhau mấy. Chính vì vậy thì nó cũng là một cái cặp loa mà rất là đáng mua và đáng chơi. Và cái mẫu loa này thì nó còn có một cái kích thước vô cùng là hợp lý để chúng ta có thể chơi được ở những cái căn phòng của người Việt Nam chúng ta loanh quanh khoảng dưới 40 m², những cái phòng mà để nghe nhạc hay là những phòng khách hay là phòng ngủ thì cũng khoảng tầm đó thôi. Đó, và nó lại là một cái kích thước vàng cho cái cặp loa này, nó phát huy cái tố chất, cái chất lượng âm thanh của nó. Đó, và để có một cái phiên bản GR này thì Tannoy đã phải ra rất nhiều mẫu rồi. Đầu tiên là Stirling R với đúp, Stirling H với đúp này, Stirling T với đúp này và Stirling T với đúp đó, Stirling HE, Stirling SE và Stirling GR là cái phiên bản thứ 7 rồi, tức là qua 7 lần tinh chỉnh, qua 7 lần hoàn thiện thì tới nay cái phiên bản này nó được gọi là hoàn thiện nhất, hay nhất trong tất cả những cái sản phẩm đến từ cái dòng Stirling, và nó nằm trong cái họ Prestige. Cái họ này thì họ làm với tiêu chí là nghe hay, bày đẹp. Đó, phải đáp ứng đủ hai tiêu chí đó thì họ mới cho xuất xưởng ra thị trường. Và cái mẫu loa này thì như em nói là có kích thước rất là dễ kê và bày trí ở trong nhà. Nó có một cái chiều cao là 85 cm. Đó, chiều sâu là 36,8 và chiều rộng là 39,7 cm. Nặng thì tầm khoảng gần 50 kg trên mẫu loa này. Với kích thước này thì chúng ta có thể kê ở phòng khách này, phòng ngủ này, phòng nghe nhạc này, phòng làm việc này, vân vân. Và một điểm nữa để có thể chơi được cái cặp loa này dễ, đó chính là cái thoát hơi ở đằng trước đây. Cái việc mà kê kích loa ở trong nhà nó cũng rất là dễ dàng. Chúng ta có thể đặt sát góc tường, đặt sát chân tường đều có thể thoải mái và lựa chọn. Chính vì vậy thì nó là một cái cặp loa mà nói nó hơi quá một chút là quá là dễ chơi và dễ chăm sóc, dễ nuôi nấng. Đấy là một cái điểm hay trên cặp loa này. Và cặp loa hôm nay Bà Hồng Audio khui ra để phục vụ mọi người thì là một trong những cái cặp loa mà được nhập khẩu chính hãng phân phối tại Việt Nam. Chúng ta sẽ được hưởng chính sách chế độ bảo hành của hãng. Đó, nếu như có vấn đề gì thì đã có hãng lo rồi. Và hàng chính hãng luôn, cho nên là cũng rất là yên tâm. Và một cái vân gỗ thì chúng ta có thể thấy là nó rất là đẹp. Thực ra mỗi lần mà khui ra thì một cặp nó sẽ có một cái vân khác nhau. Đấy, chính vì vậy thì khi mà ra được một cái cặp vân đẹp như này thì nó cũng phải wow lên, bởi vì nó rất là đẹp để chúng ta chơi trưng bày. Nó cũng rất là ok luôn. Đó, vân ở trước này, nổi này. Đấy, trên nóc này, hai bên sườn đều rất là đẹp luôn. Và thiết kế của cặp loa này thì gọi là một cái thiết kế kinh điển của Tannoy rồi. Rất là cổ điển và nó sang ấy. Nó thực sự sang, và anh em hay ví von là những cái cặp loa sản xuất ra dành cho giới quý tộc mà. Nó đáp ứng được cái tiêu chí đó. Và cặp loa này sử dụng cái cấu trúc loa 25 cm với một cái kiềng được sơn vàng, những con ốc được mạ vàng. Đó, và cái màng loa này thì là màng loa giấy đặc trưng của Tannoy. Loa chép thì là chép họng kèn với ba cái hướng âm cho dải trung và dải cao, được nằm đặt ở chính giữa tâm
Đó. Thì cái việc mà hai cái loa đồng trục ấy, thì nó sẽ giúp cho cái pha của loa nó ra tới tai người nghe nó đồng pha đồng nhất, và chính vì vậy thì khi mà chúng ta sử dụng chúng ta nghe ấy, thì nó sẽ rất là hài hòa và nó không bị rời rạc. Đó là đặc điểm trên những cái loa đồng trục này, và cái màu trung âm của nó thì rất là dày, ngọt và ấm. Đó, bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái gân này gọi là gân vải. Gân vải này thì anh em không cần phải dưỡng nhé, bởi vì gân vải này họ làm không có cái ghép gấp khúc như là cái gân vải ngày xưa. Họ làm hai cái gân vải lồi với hai cái sóng tròn này, nó giúp cho cái loa có cái độ co giãn rất là nhanh, và tức là hồi về cái vị trí ban đầu rất là nhanh luôn. Và chính vì vậy thì nó có một cái giải trầm rất là chắc và gọn đó. Và bên ngoài thì chúng ta có một cái kiềng đây rồi, đã rất là đẹp, nổi bật lên với rất nhiều con ốc được bắt xung quanh cho nó chặt cái loa lại. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái bảng mạch để tinh chỉnh đây. Để nhìn thì nó không chỉ là một cái tinh chỉnh đơn thuần nó xấu xấu đâu, mà nó lại thực sự nó lại là một cái để trang điểm thêm cái cặp loa được đẹp hơn. Một cái bảng mạch được mạ vàng thực sự là rất là đẹp đây, với cái những cái đường phay xước ở trên đây rất là nổi bật, và có một cái model là Prestige ở đây. Tannoy Sterling. Đó. Và chính giữa chúng ta sẽ có một cái núm để tinh chỉnh tăng giảm cho giải cao, bởi vì là rất nhiều anh em có cái gu nghe và có cái khẩu vị nghe khác nhau. Chúng ta sẽ tinh chỉnh sao cho nghe phù hợp với mỗi đôi tai của chúng ta, thì đây cũng là một cái điểm rất là hay. Bên tay trái đây thì em có gắn một cái e-căng của chúng ta xem đây. E-căng này thực sự họ chọn lựa một cái loại vải để làm cái e-căng này nó cũng phải nói là rất là đẹp. Đó. Nó rất hợp với lại cái mẫu thùng loa này, nhìn nó cổ điển và đúng là đậm chất Tannoy luôn. Đó, bên đây thì có một cái logo cũng được mạ vàng một cách rất là tỉ mỉ và chi tiết. Bên dưới căng thì sẽ có một cái núm này để kéo giật cái căng ra. Và đương nhiên là cặp loa này thì cũng sẽ có đầy đủ phụ kiện để chúng ta có thể kê setup ngay tại nhà chơi bằng những cái chân đinh chống rung hay là những cái chân vịt để tránh xước xuống sàn. Thì tất cả đều đầy đủ phụ kiện hết để chúng ta chơi, và hàng nhập khẩu chính hãng với mức giá list là 133 triệu đồng. Tuy nhiên tại Báo Audio thì đang có mức giá chiết khấu chỉ còn khoảng loanh quanh 100 triệu đồng thôi. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với Báo Hồng Audio thì sẽ luôn có những mức giá chiết khấu tốt nhất nhé. Như em vừa nói ở phía trước ấy, thì cặp loa này là một cặp có một cái đường vân rất là đẹp. Từ đằng sau chúng ta có thể thấy đây, nó rất là nổi lên cuồn cuộn, rất nhiều các cái gân được nổi lên, nhìn rất là đẹp và sắc nét. Đó. Còn chúng ta sẽ có một hệ thống cọc loa ở đây. Em đã nối sẵn cái cọc loa vào đây, cái cầu loa vào đây rồi, để chúng ta có thể tham khảo cái cách nối. Đó. Với Tannoy thì họ luôn làm thêm một cái đường dư này. Thực ra nó không phải dư đâu, mà là cái đường để xả nhiễu, xả mát ra ngoài những cái hệ thống tiếp địa chúng ta đã làm. Thì khi mà cái hệ thống âm thanh chúng ta hoạt động rồi thì nó sẽ có những cái nhiễu nội sinh từ trong các thiết bị, thì nó sẽ truyền qua đây và sẽ dẫn xả ra ngoài, thì giúp cho âm thanh tĩnh hơn, sạch hơn và chi tiết hơn. Đó. Thêm nữa thì chúng ta tại sao lại có bốn cái cọc loa này, thì đây là cái cọc hệ thống cọc loa BY và BM, tức là khi mà theo như ký hiệu của hãng, tùy từng hãng sẽ đặt. Như của Tannoy Sterlinger thì bên tay phải chúng ta sẽ là hai cọc dành cho giải cao. Bên tay trái thì sẽ là hai cọc dành cho giải trầm. Tức là nếu như không nối cầu này vào thì chúng ta nối vào bên này thì nó chỉ phát ra riêng loa chung và loa chép thôi, còn nối bên này thì nó sẽ riêng cho loa trầm thôi. Đó. Còn khi mà chúng ta nối cầu vào nhau rồi thì đương nhiên nối vào cọc bên này thì tín hiệu sẽ truyền sang đây. Đó, và hoặc là nối bên này thì tín hiệu truyền sang đây thì nó sẽ ra đầy đủ giải để chúng ta chơi. Đó. Và nó cũng sẽ có những cách đấu nối khác nhau để cho một cái màu âm khác nhau. Tức là khi mà chúng ta đấu trực tiếp dây loa vào bên giải cao này thì bao giờ cái giải cao nó cũng sẽ lợi thế hơn, tức là tiếng sáng hơn. Còn nếu như chúng ta đấu trực tiếp vào bên giải trầm này thì cái giải trầm nó sẽ lợi hơn, dày hơn và chắc hơn. Đó, bởi vì là khi mà đấu vào giải cao này thì nó sẽ phải đi qua hai đoạn dây này. Đó, thì khi đó hai đoạn dây nó sẽ như là một cái trở kháng, thì sẽ khiến cho tín hiệu của hai bên đi trực tiếp này sẽ tốt hơn là tín hiệu bên này. Đó, thì chính vì vậy thì chúng ta nên đầu tư những cái cầu loa này chất lượng tốt thì nó sẽ giúp cho âm thanh cân hơn và chất hơn. Ngoài những cái cọc loa sử dụng của Tannoy, bên trên khắc chữ Tannoy và cọc bằng đồng trong suốt nhìn xuyên qua này, thì hệ thống phân tần hoặc là dây dẫn bên trong thì đều được sử dụng dây dẫn Van der Hooy nhé, một trong những cái thương hiệu dây dẫn có thể nói rằng làm vô cùng tốt cho tới ngày nay. Và phân tần thì họ cũng lựa những cái linh kiện rất là tốt để lắp ráp cho cái mạch phân tần của Tannoy này, bởi vì nó là loa hai đường tiếng, cho nên là cái phân tần nó sẽ không nhiều như là các cái hãng làm 3, 4, 5 đường tiếng gì đó. Thì khi mà chúng ta nhìn vào nó sẽ ở cái mức là
là không phải ít cũng không phải là nhiều mà mức trung bình. Và phân tần này thì những linh kiện họ sử dụng cái công nghệ là ủ đông rất là sâu cái độ âm ấy, để khiến cho cái linh kiện nó hoạt động luôn luôn tốt ở cái giá trị như là khi mới xuất xưởng. Đó nó khiến cho chúng ta giúp cho chúng ta có thể chơi lâu mà nó không bị suy hao cái chỉ số của cái linh kiện. Chính vì vậy thì chúng ta có thể chơi rất lâu năm. Minh chứng điều đó thì những cái cặp loa Tannoy vô cùng lâu năm rồi, đến ngày nay thì nghe nó vẫn rất là hay. Đó là cái công nghệ của Tannoy làm cho cái mạch phân tần có chỉ số bất biến. Là một cái cặp loa nghe hay, bày đẹp, dễ chơi thì do nó sở hữu cái thông số kỹ thuật cũng rất là lý tưởng để chúng ta sử dụng những cái âm ly phối ghép. Như là cái công suất chỉ cần từ 30W cho tới maximum là như công suất chỉ cần 30W cho tới 150W là đã phối ghép tốt cho cái mẫu loa này rồi, độ nhạy là 91 dB và có một cái giải tần từ 39 cho tới 46 kHz, tức là một cái đáp tuyến tần số cũng rất là tốt, độ nhạy thì cao. Chính vì vậy thì anh em có thể chơi những dòng âm ly class A hay là âm ly đèn thì đều có thể phối ghép tốt với cặp loa này. Chúng ta vừa cùng nhau unbox cũng như là tìm hiểu chi tiết về mẫu loa Tannoy Stirling GR. Đây là cái mẫu loa mà bán chạy tốt nhất của Tannoy với giá tiền hợp lý, kích thước hợp lý, chất âm hợp lý, ba yếu tố tạo nên một cặp loa hay thì đều hội tụ trong cái mẫu loa này. Và đương nhiên rồi, bên em đang có những mức giá chiết khấu vô cùng tốt để chúng ta giao lưu và trải nghiệm nhân dịp này. Hiện tại thì bên em đang chiết khấu chỉ còn loanh quanh 100 triệu đồng thôi. Anh em nào liên hệ trực tiếp sẽ còn có mức giá tốt hơn nữa. Đó. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ Tannoy Stirling GR này nhé. You were just another sideshow in a backstreet carnival. I was walking the highway, trying not to fall. Just another way of getting through. Anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying not to fall. You were tender as soft as summer wind. Someone to remember when the cold closes in. You were a color to the moon. You were flowers come to bloom with sweet perfume. And you were tender as soft summer wind. I've seen the dark side when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Yêu nhau cho đớn đau hàm sâu trong thịt da. Những vết thương còn để lại đời ta, dày vò theo tháng ngày, ôm
ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang xót xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu thăng trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.